anh em đang vận chuyển lô hàng về Bình Phước cho khách hàng thị xã Đồng Xoài. Đấy, cho hạt điều. Đây, đây là mô tô giảm tốc cho ngành cao su. Đó, mặt bích công suất 7,5 kW. Đang vận chuyển về thị xã Đồng Xoài. Đi dài, đi đường dài. Quay đời sau. Rồi. Toàn Nhất đang vận chuyển khách về Bình Phước đây. Hàng giao tận nơi cho khách hàng tại Bình Phước City, tại sân bay Hớn Quảng ha. Tại sân bay Hớn Quảng Bình Phước. Đang cơn sốt về đây. Đây, công ty Đại Kinh Nam đang thêm một số máy móc thiết bị công nghiệp. Đây đang chuẩn bị motor giảm tốc tài năng công suất lớn 11 kW hàng Lyon Đài Loan. Anh chuẩn bị giao cho khách về Bình Phước. Đây hộp số tải nặng nha. Dạng TR sử dụng trong số ngành trang thiết cao su và chế tạo hạt điều khẩu. Cốt được làm liệu rất đúng nhiều nhất. Đây là nút không hơi của động cơ hộp số tải nặng để làm độ bền của hộp số. Cái hàng Đài Loan nhập khẩu bảo hành 1 năm. Đây là phần động cơ, đây là về phần động cơ D35 vừa mặt bích vừa chân đế. Hàng chất lượng được cốt thép bằng gỗ gang, motor dòng IA2 tốc độ bảo vệ tốt hơn, chống thấm chống nước. Đây là motor hộp số được gắn rời và cấp nối nên để sử dụng ứng dụng cho dùng trong tải năng. Tên hộp số được nhiều, đây là nhiều nút thông hơi để là lỗ thông hơi. Xin vâng, chào mọi người video tiếp theo nhé.